hộp bánh donut 82 năm tuổi. Nó vui sướng với ra bắt lấy nhưng không ngờ lại mở ra một cơ quan khiến nó bị một cái bẫy đánh nát. Mà lúc này Finn cũng không yên tâm về bọn họ nên quyết định chạy ra ngoài tìm. Ông phát hiện ra đống đổ vỡ của chú chó máy. Ông nhạy cảm nhìn ra chắc chắn nơi này có người ở. Không kịp đau buồn, ông lập tức kéo chú robot chạy ra ngoài. Vừa chạy nó vừa hỏi Finn tại sao lại phải chạy đi thế. Nhỡ đâu đó cũng là một người tốt như ông thì sao? Nhưng ông không để cho nó tiếp tục nói nữa mà lên xe và đóng cửa lại. Sau đó nhanh chóng đi khỏi thành phố này. Finn đột nhiên tỉnh dậy thấy bản thân đang ngồi ở ghế phụ mà chú robot lại đang lái xe. Hóa ra trước đó ông phát bệnh và ngất đi. Đang định khen nó vài câu thì chú chó không ngừng sủa lên. Ông quay đầu thì phát hiện có một chiếc xe đang đi theo bọn họ. Lập tức tắt đèn xe, cũng may robot có thể nhìn trong bóng đêm nên không ảnh hưởng đến việc tăng tốc độ. Ông biết đấu cũng không đấu lại mà chạy cũng không nổi nên chỉ còn cách tìm nơi nào đó trốn đi trước. Nhìn thấy phía trước là một cái cầu vượt nên chắc chắn ở bên dưới nó sẽ có một cái hầm cầu. Đây chính là cơ hội tốt để trốn thoát. Ông lập tức chuyển hướng lái và đi xuống bên dưới. Đang chuẩn bị tiến vào hầm thì đột nhiên robot lại phanh cứng một cái lại. Cậu muốn hại chết chúng ta sao? Ông lo lắng sợ hãi và không thèm nghe lời giải thích của cậu mà trực tiếp lái thẳng vào đó. Chiếc xe dần lao vào hầm với tốc độ cao nhất nhưng kết quả lại bị mắc kẹt, bị chiếc xe quá cao. Đến cả tấm pin năng lượng mặt trời cũng bị nghiền nát. Lần này coi như xong rồi, lúc này ông mới biết kẻ phá hoại lại chính là bản thân mình. Nhìn thấy chiếc xe kia ngày một đến gần, bị phát hiện giờ chỉ còn là vấn đề thời gian. Đột nhiên chiếc xe rung chuyển, thì ra là chú robot ở dưới đang đẩy chiếc xe vào hầm. Thật nguy hiểm, chỉ cần chậm mấy giây nữa thôi là bọn họ sẽ bị phát hiện. Nhìn thấy chú robot mình phát minh thông minh như thế, cuối cùng Finn cũng tiết lộ ra bí mật trong lòng. Hóa ra năm đó ông từng gặp được một cặp mẹ con đang bị người ta giết hại nên mới nghĩ ra cách để bảo vệ bản thân. Nhìn thấy thế nhưng ông không ra tay cứu giúp mà trốn đi. Nhìn thấy thi thể của hai mẹ con họ, ông liền cảm thấy vô cùng tự trách. Ông phát hiện ra trong ba lô của cô bé có một chú chó nên ông liền thay cô nuôi dưỡng chú chó coi như sự bù đắp nho nhỏ. Ngày thứ hai, bọn họ đã đến rất gần đích. Finn phát hiện ở đây nhiệt độ vô cùng bình thường, dù ra ngoài thì cũng không bị làm sao. Ông lập tức mặc lên bộ vest và ra ngoài uống trà hưởng thụ cùng chú robot. Nhưng sinh mệnh thật biết cách trêu đùa con người. Ông vừa hưởng thụ không khí ở đây được một chút thì một bị ho ra máu. Tính mạng của ông cũng sắp đi đến đoạn kết rồi. Finn kéo lấy chú robot và ôm chú vào lòng, sau đó quay vào trong xe. Từ đó ông không bao giờ tỉnh lại được nữa. Chú robot tiến hành hỏa tang cho ông, nghe theo di nguyện của ông và trở thành chủ nhân mới của chú chó. Bọn họ cuối cùng cũng đi được đến đích. Chú robot vẽ ra một bức tranh ba người đứng trên điểm đích mà họ hướng tới. Mà lúc này chú robot cũng tiến hóa thành một con người thực thụ.